mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Sau một khoảng thời gian rất là dài Yến không quay clip makeup, thì hôm nay nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2020, Yến sẽ quay một clip makeup nho nhỏ chia sẻ tip trang điểm đi chơi Tết quý nhà. Let's go. Và bước đầu tiên mà Yến có nói ở video trước vẫn là kem dưỡng ẩm của JC Cosmetics. Yến sử dụng cái kem này rất là nhiều luôn á. Mỗi lần makeup Yến đều sử dụng, tại vì nó sẽ giúp da căng bóng và sáng hơn. Các bạn có thể thấy là sau khi Yến bồi dưỡng ẩm thì da Yến rất là căng bóng rồi đúng không? Và bước tiếp theo đó chính là kem chống nắng có The Serum mà Yến mới mua. Yến rất là thích sản phẩm này tại vì nó vừa thơm vừa mịn mà còn làm sáng da nữa. Vì là đi chơi cả ngày, đi chúc Tết cả ngày nên các bạn phải bôi kem chống nắng thường xuyên đó nha. Và bước makeup cơ bản tiếp theo đó chính là cushion. Yến hay sử dụng cushion của Misa tại vì nó hợp với da của Yến á, rồi nó còn giúp da của Yến mịn và sáng hơn nữa. Yến không quên che khuyết điểm dưới vùng thông mắt của mình. Phần đánh mắt của Yến thì Yến sẽ sử dụng hai bảng màu mắt quen thuộc, đó là sản phẩm của Calafit. Đầu tiên thì Yến sẽ sử dụng màu hồng đào để đánh lên toàn bộ bầu mắt. Mấy bạn nhớ đánh sương sương ở phần dưới mí mắt nữa nha. Tiếp theo mình sẽ lấy bảng Calafit thứ hai. Ở bảng này thì mình sẽ sử dụng màu đỏ đất để đánh vào phần cuối đuôi mắt, nhấn cho đuôi mắt được sâu hơn. Đây là phần mà Yến mới khám phá ra, đó chính là các bạn lấy một cây cọ mà cái đầu nhọn nhọn xíu á. Các bạn sẽ lấy một màu đậm thì là đậm như là màu nâu hoặc là màu nâu đỏ để sử dụng nó như là một cây kẻ mắt vậy đó. Sau khi đánh đuôi mắt xong thì đây là một bước không thể thiếu trong bước makeup, đó chính là nhũ kim tuyến trắng. Mình sẽ nhấn cái phần kim tuyến đó trên đầu mí mắt của mình để cho mắt mình long lanh hơn nè.
Yến sử dụng một cây kim tuyến Yến mua ở bên Hàn Quốc. Cây này á, Yến có cảm giác như lúc mà mình đánh vào á, nó sẽ làm cho mắt mình long lanh và bắt sáng hơn. Bước tiếp theo vẫn lại là kim tuyến, nhưng mà kim tuyến này khác với hai kim tuyến trước, đó chính là những hạt kim tuyến này nó to hơn, nó giống như loại keo vậy đó. Rồi mình sẽ lấy cái cây này đánh lên ở giữa mắt trên và mắt dưới, làm cho mắt mình có cảm giác to và đẹp hơn. Hai cây kim tuyến này Yến mua ở bên Hàn Quốc của shop Holika Holika. Sản phẩm này rất là nổi tiếng nên Yến nghĩ nó có bán ở các shop mỹ phẩm ở gần nhà hoặc là các shop online trên Instagram, các bạn có thể tìm và mua nha. Bước tiếp theo không thể thiếu đó chính là kẻ mắt. Yến sử dụng kẻ mắt của Innisfree, cây này Yến xài lâu rồi mà Yến thấy nó vẫn còn tốt luôn á. Lần này thì Yến sẽ không kẻ giống như lip makeup xương xương nữa, mà Yến sẽ kẻ toàn bộ con mắt luôn. Và các bạn có thể theo dõi cách Yến kẻ nha. Đây là má hồng, hôm nay Yến sẽ chọn má hồng màu đỏ đất, tại vì hồi nãy cũng đánh màu mắt màu đỏ luôn á để cho thích hợp với không khí Tết. Sản phẩm mà Yến sử dụng là sản phẩm má hồng của Beribera, Yến lại mua ở bên Hàn Quốc. Các bạn có thể kiếm cái sản phẩm này ở các shop mỹ phẩm nha. Đây, Yến có một bí mật muốn nói cho các bạn biết, đó chính là các bạn có thể lấy một chút nhũ kim tuyến trắng đánh lên phần sống mũi và phần má của mình để cho bắt sáng á. Mấy bạn có thể thấy sự khác biệt sau khi Yến đánh lên không nè. Vậy là phần makeup và phần đánh mắt đã xong hết rồi, chỉ còn phần cuối cùng nữa thôi, cho tôi làm trò xíu nha. Bước cuối cùng không thể thiếu đó chính là son. Mình sử dụng màu đầu tiên đó là màu A21 của Black Rue. Son Black Rue thì các bạn có thể kiếm ở bất kỳ shop mỹ phẩm nào, là tại vì bây giờ son Black Rue nó quá là nổi tiếng rồi nên cũng không bàn về độ đẹp của nó nữa. Đây là cây son SB màu số 5 mà Yến mới được tặng từ một chị. Thì cây son này Yến thấy rất là tuyệt vời, từ chất son cho tới độ lì của nó. Yến thường lấy cây này chỉ để đánh lòng môi thôi, tại vì màu của nó khá là đậm. Ô là la, vậy là phần makeup Tết của mình hôm nay đến đây là xong rồi. Mình sẽ chải đầu rồi đeo các phụ kiện vào, thay đồ và đi chơi thôi. Yến thật sự rất là vui và bất ngờ luôn á khi nhận được sự quan tâm của các bạn ở clip makeup xương xương. Thì video này Yến mong là mình đã giúp đỡ được các bạn một phần nào đó trong việc makeup đi chơi Tết ha. Nếu video này còn nhiều thiếu sót thì các bạn có thể góp ý cho mình ở dưới phần comment nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thích thì hãy like và subscribe kênh của mình nhé. Và cuối cùng là chúc mừng năm mới.